Xin chào, mình là Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và bây giờ thì Vân mời các bạn đến với nhà của mình nha. Thực ra thì đây là ngôi nhà mà đó là phần thưởng của Vân sau khi mà trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Mình cảm thấy giống như là mình khá là bất ngờ, và mình cảm thấy mình như là trở thành một người giàu có sau một đêm thức dậy. Tại vì khi mà mình thức dậy xong thì mình có nhà này, có xe, và ngôi nhà này thì là ngôi nhà mà nếu như mà trở thành hoa hậu thì mình sẽ được nhận phần thưởng. Và ngôi nhà này là ở quận Bình Thạnh. Nếu mà nói về trang trí thì khi mà mình về đây thì chỉ có bàn ghế này sẵn, thì mình cũng không có thay đổi gì, mình cũng sử dụng luôn. Mình chỉ có là rửa ra một cái tấm tranh. Đây là một trong những cái tấm tranh mà mình thực sự rất là thích, vì mình biết đây là một trong những cái khoảnh khắc mà quan trọng nhất cho cuộc đời của mình. Thì khi đó là mình được nhận cái sự chia sẻ cũng như là khích lệ, động viên và những cái ôm từ mọi người, những cái lời chúc mừng. Thì mình cảm thấy đây là một trong những cái kỷ niệm mà mình đáng nhớ nhất. Cho nên là mỗi khi mà mình nhìn lại tấm hình này, nó cũng nhắc nhở mình đang là ai, đang như thế nào, và mình phải cố gắng ra sao để mà hoàn thành được đúng cái sứ mệnh của một hoa hậu. Và ngôi nhà này thì mình thường hay, dạo gần đây thì do là cái đại dịch corona cho nên là Vân cũng ít ra ngoài đường lắm. Vân cũng chỉ ở nhà khi mà có thời gian rảnh, hầu như là tất cả thời gian buổi tối thì Vân sẽ dành cho việc ở nhà. Và mình sẽ pha trà, uống trà rồi đọc sách, rồi sẽ phụ ba rất cắm hoa. Và mình thì có một cái điều là mình rất là tâm linh, cho nên là mình tin tưởng vào Phật Pháp, mình tin tưởng vào tâm linh. Bởi vì đôi khi trong cuộc sống mình có rất là nhiều cái khó khăn, thì Vân hay dựa vào tâm linh để mình cảm thấy mình yên tâm hơn, mình cảm thấy bình an hơn, và mình cảm thấy là mình sẽ có sức mạnh để mình vượt qua được những cái khó khăn phía trước. Cho nên là mình đã gọi là thỉnh một vài bức tượng cũng như là một cái bàn thờ nhỏ, một góc nhỏ tâm linh, để mà mình luôn cầu nguyện mọi điều để sẽ được bình an và tốt đẹp. Đây là phòng ngủ và cũng như là bàn học của Vân. Thường thì mình cũng sẽ dành thời gian để mà ngồi đây để mà xem lướt Facebook, rồi tìm những cái hình ảnh như là phim trên mạng. Và Vân thì thường đọc sách thì mình không thích ngồi đây, mình sẽ ra ngoài kia ngồi. Nhưng mà còn ở đây thì mình sẽ sử dụng laptop cũng như là coi phim. Bữa giờ đang coi phim, với lại phim bài tập mà về tâm lý mà được thầy giao. Với lại khi mà mình về đây thì mình cũng không có thay đổi gì nhiều. Mình cũng chỉ sử dụng là hết tất cả những cái mà vật dụng như là bàn, ghế mà từ sẵn từ căn nhà này luôn. Cho nên là mình chỉ có đem sách đến thôi. Và đa phần thì những cái cuốn sách mình đọc thì cũng hay thiên về tình cảm, cảm xúc. Ví dụ như Hiểu về trái tim hay là Hạt giống tâm hồn, những trọn bộ thì mình rất là thích. Và Vân thì thời gian này thì mình hay được mọi người tặng sách rất là nhiều, và mọi người khuyên mình là sẽ nên đọc sách nhiều để mà có thêm những cái kiến thức, cũng như là mình sẽ có thêm tăng lên cái vốn từ để khi mà mình nói chuyện sẽ nói chuyện tốt hơn. Và đây là cái không gian học của Vân. Còn này là cái hình chibi khi mà mình nhớ là mình đi hội chợ thì có một cái bạn đó, bạn vẽ cho mình. Còn mình còn nhớ mình gửi lại bạn hình như 100.000 để mà mua cái khung này, thì mình thấy rất là dễ thương. Còn đây, con heo này mới sống thì do thấy có đội vương miện. Hiện tại thì trong một tuần thì Vân sẽ dành 3 ngày, thứ hai, thứ tư, thứ sáu để có thể học tiếng Anh cùng với lại cô giáo Thư. Chị đây là một trong những thí sinh cũng đã từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cho nên là chị cũng có rất là nhiều kinh nghiệm để mà những cái từ ngữ giao tiếp khi mà đến với đấu trường nhà sống quốc tế. Và mình thì mình cũng đã bắt đầu học tầm hơn 3 weeks, yeah, tầm 2 đến 3 tuần. Thì mình đang cố gắng cải thiện cũng như là cho dồi thêm những cái từ mà mình nói với mình thiếu. Và mình thì do là từ đó giờ thì em thì không có nhiều bạn nước ngoài, cho nên là đôi khi là mình học xong rồi mình trả chữ lại cho thầy cô. Cho nên là bây giờ khi mà đi thi mình phải học lại hết những cái mà ban đầu mình đã quên. Thì đây là buổi học của Vân. Ngày hôm nay thì Vân rất là vui khi mà đã được mời tất cả mọi người đi đến thăm nhà của Vân. Và Vân rất là hy vọng rằng trong cái thời gian gần sắp tới thì mọi người sẽ hiểu hơn về cuộc sống và những thứ xung quanh của Vân nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.